Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video clip ngày hôm nay. Thì hôm nay Adocau sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẫu máy Ikada chuyên phục vụ cho các bạn đi câu bè. Đây là một cái mẫu máy khá là mới, và cái mẫu máy nó có luôn cái bộ đếm, cái đồng hồ đếm đo chiều sâu. Ở mẫu máy Ikada VK 60, cái mẫu máy Ikada VK 60, và cái mẫu máy này nó kết kèm theo một cái cục pin để thay cái pin đồng hồ. Cái cục pin này các bạn sử dụng rất là lâu, các bạn nào mà nếu mà mất cục pin thì có thể lấy cái cục pin sơ mót ở trong cái máy tính thì các bạn bỏ vào cũng được. Cái bộ pin này, cái cục pin này xài rất là lâu, phải tầm 3-4 năm nó mới hết. Các bạn khi mà mua về thì các bạn có cái cục pin này đi. Cái cục pin này có thể sạc được nha các bạn. Các bạn có cục sạc thì các bạn có thể sạc được cái cục pin. Đây là cái mẫu máy tay quay bên tay trái. Cái máy nó có cái đồng hồ đếm đo độ sâu. Máy bull thì làm bằng chất liệu nhôm alumium, chống reset. Cái máy này nó có 5 cái vòng bi, 5 cái vòng bi, vòng tua là 261, vòng tua 261. Trọng lượng của nó là 215 g, trọng lượng 215 g. Cái máy khá là nhỏ nha các bạn. Đấy, cái máy nắm trong lòng bàn tay. Cái tay quay của nó là bằng kim loại hết, bằng kim loại hết. Cái núm tay quay là bằng nhựa, bằng nhựa dẻo, nhựa dẻo mà nó cũng khá là cứng. Cái tay để cái thanh để cái đồng hồ cũng khá là cứng cáp đó các bạn, rất là chắc. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về cái cơ cấu hoạt động của cái bộ đếm này các bạn. Cái bộ đếm, cái bộ đếm này long rest off on off, các bạn kích vô giữ nó thì sẽ mở cái đồng hồ lên. Này là synchronous reset, nghĩa là khi mà các bạn bấm một cái thì nó sẽ reset lại cái đồng hồ. Double click backlight, nghĩa là bấm 2 cái để mở cái đèn. Nếu các bạn câu vào ban đêm thì các bạn phải mở cái đèn đồng hồ lên mới thấy được cái số. Đây, bây giờ mình mở lên. Đó, bấm 2 cái là mở đèn này. Đó, mở đèn. Cái máy này nó có 2 cái chế độ điểm. Các bạn nếu mà các bạn lúc mình thả mồi á thì nó sẽ điểm tới này. Đó, thả mồi ra là nó sẽ đếm từ 1 trở lên này. Này là đồng hồ đo số mét nha các bạn. Đó, ví dụ như 5 mét, các bạn đếm ngược là các bạn khi mà các bạn thu dây, khi mà các bạn thả xuống các bạn không đếm thì các bạn sẽ khi mà các bạn quay lại thu dây lên thì các bạn đếm nó sẽ quay ngược trở lại. Mình xem nào. Đây là quay ngược này. Quay ngược là đếm số âm. 5 mét, 6 mét, 7 mét, 8 mét, ví dụ vậy. Này là quay, khi mình quay là đếm ngược này. Đó, đếm ngược, mình quay lên cái dây, hết dây là nó sẽ là bao nhiêu mét. Còn khi mà các bạn đếm xả dây á, cái lúc câu các bạn nhìn đồng hồ ở chỗ đó nó 13 mét thì các bạn nhìn thấy cái đồng hồ nó đến 13 mét là các bạn biết là cái mồi nó đã chạm đáy rồi đó. Đó, ví dụ vậy. Nó cũng khá là tiện lợi. Đấy, cái máy này mình chỉ bán cái máy nha các bạn, không bán cái cần. Từ cái cần mình gắn vào để các bạn dễ hình dung thôi. Bây giờ mình sẽ tháo cái máy ra, mình sẽ reset, review cái bên trong cho các bạn xem. Đây, đây là cái lô cước. Máy chạy rất là mượt. Đầu tiên là các bạn nhìn từ bên vào và bên ngoài vào. Ở đây là có một cái vòng bi này. Đấy, bên đây nó có một cái vòng bi nữa là hai cái vòng bi, và toàn bộ bên trong này nó sẽ có ba cái vòng bi nữa, là tất cả cái máy này nó có 5 cái vòng bi. Đấy, đặc biệt là bên ngoài này nó có một cái ron cao su này. Khi các bạn đậy vào thì nó sẽ chống thấm nước từ bên ngoài vào. Và đây là cái bên trong cái trục đó, các bạn nhìn cái nhông rất là dày và rất là chắc. Đây, mình vừa review xong cho các bạn cái mẫu máy Ikada. Máy này trọng lượng của nó là 215g. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video. Các bạn có thể comment để lại số điện thoại, shop sẽ liên hệ lại tư vấn thêm cho các bạn. Các bạn có thể vào website adocau.com, xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.